Chào mọi người, thì hiện tại mình đang có mặt tại phòng khám của bác sĩ Bảo nha. Thì mình tiếp nhận một ca ở dưới Đức Hòa, Long An. Thì có một chú chó ghẻ bị chủ hành hạ mỗi ngày nha mọi người. Thì mình có xuống, mình có nói chuyện với người chủ á, và mình đã bàn bạc và mình đã mua lại chú chó là 500 ngàn nha. Và giống như là ở dưới Long An thì cũng có sự hợp tác của anh Thắng xe ôm nha mọi người. Đó, được sự hỗ trợ của Nắng xe ôm và mình đã đưa bé được về tới phòng khám nha. Mạnh, đem bé xuống Mạnh các Mạnh. Từ ở dưới gì lên đây bao nhiêu tiền anh Thắng? 300. 300 hả? Rồi để em gửi tiền cho anh luôn nha. Đi từ lúc 4 giờ mấy tới giờ đó. Đi mấy giờ? 4 giờ mấy đó, tốt tiện là đi luôn á. Dạ. Tốt tiện là đi luôn á. Em gửi nè. Em gửi 500 luôn nha. Rồi. Sao con chó này nó khó chở lắm. Thế hả? Nó động rộng quá, nó đi qua đi lại, nó la làng, nó nhảy. À, bị chủ, bị nó cột cái giò lại. Bị chủ, thì đó, bị chủ hành hạ này cột cái kẽm luôn hả? Rồi. Bây giờ khinh nó vô luôn hay sao mà? Khinh vô luôn nha. Đây, nó giữ lắm nè. Thì có đeo xem, đeo bao tay đi. Có đeo bao tay chống cắn kìa. Mới mua đó. Bị chủ hành hạ ghê lắm, đánh ghê luôn á, đánh mỗi ngày luôn á. Em mua lại 500 ngàn á. Bán 500 ngàn á. Cột dây kẽm luôn kìa. Ác quá mọi người ơi. Lòng nó mục rồi đó. Vũ bợ phụ á Vũ. Mang vô đây luôn hả? Mèo vô. Thay dây sang lòng qua không? Dữ lắm. Vô kiểm tra, em vô kiểm tra nha. May vô kiểm tra đi. Bị chủ đánh cột dây kẽm nữa kìa, thấy không, cột kẽm ở chân luôn kìa, ngay cổ luôn nè. Ác quá trời ác luôn á. Em thấy không? Em mua đây 500 ngàn đó. Nó còn sợ không anh? Hả? Nó còn phải rồi anh không? Trời ơi, anh có gặp mặt ở đâu? Tại vì ở dưới Long An á, thì có anh Thắng xe ôm, anh ở dưới này nhờ anh đem hỗ trợ đem giùm á. Xiết cổ bằng dây kẽm luôn á. Nè. Trời ơi, đánh nó mỗi ngày luôn mà. Cứ hễ mà sáng sớm gặp nó là đánh. Là với lại mà nó đi ra chợ á, vòng vòng á đó, người ta sớm nó cũng đánh nữa. Nói chung sớm đó là ai cũng đánh á. Sao vậy anh? Sao nguyên nhân tại sao mà thất phụ vậy? Thì nói chung là cũng có một cái bà già ở sớm á đó, bà mới thấy, coi kênh này mới thấy vậy đó, phải không? Bà gọi, anh mới gọi thôi, mới nói bây giờ anh chuyển khoản cho bà 500 á, bà cứu giùm anh. Mà dưới Long An, Đức Hòa thì ngay nhà anh Thắng luôn, kêu anh Thắng lại hỗ trợ nè. Là không đáng lẽ không phải bị ghẻ đâu, mà đánh giết người ghẻ, mấy cái dấu vết thương á lỡ ra đó. Rồi đó, hay ghê không? Phàng ơi, giờ đặt tên gì cũng không biết nữa. Thôi Phàng hoài à. Giờ em đem ra hả? Rồi, để em coi xem. Vậy em đem trước sau thì em cũng đem nó ra, em dục cái lòng. Mong ra xem là vệ sinh nó xuống đó. Rồi thẳng em mở không dây kẽm ra manh luôn đi. Rồi. Để làm quen mấy bé đó. Ác quá trời ác luôn. Rồi, cái mình đặt tên bé này là bé vàng nha mọi người. Bé này là coi như là theo như bà gì đó, bà chia sẻ dưới là coi như là hơn một năm nay là không biết nó gây ra cái lỗi lầm gì mà đánh đập nó dã man luôn á. Rồi đánh đập xong rồi lấy kẽm xiết cổ nó nữa. Đáng lẽ là nó không bị ghẻ đâu, mà đánh nó từ từ giết cái vết thương á, từ từ á, không có sức thuốc cho nó đó, rồi nó thành ra nó bị như vậy á. Sao mà nói thiệt, mà con người nó ác quá thì ác luôn á.
nó cũng hiền à, nó hiền hơn con Ki bữa đó. Đeo vô cho anh Toàn ha. Ờ. Cái bao tay đó anh thử nghiệm rồi, ok lắm. Nếu như cắn á thì mình biết đau phải không, nhưng mà không bị gì á. Giang, Giang ơi, Giang ơi. Cái cười thì chứ xiết dây kẽm luôn á. Mấy cái nào nó chịu không nổi, làm nó nhảy quá rồi. Nó có một cổ nhỏ xíu sao nó vô được. Không biết nữa. Giờ mình cho nó nguyện quốc ngủ. Như bên đây nè. Như bên đây phải không? Tiếp sau bao. Không mà thấy nó hiền à. À, tại vì anh biết sao nó bị ngược đãi một thời gian á, phải không, bấn loạn á, bữa em cứu con trai dưới trà Vinh kìa, nó cắn nè, nó cắn bác sĩ là lủng nguyên lỗ cho máu lủng bụng đó, cái cửa đó mạnh đó, phải cửa không, chỗ em đang mở con kẽm kìa. Cái này thì chắc em phải gỡ, cái này thì là anh rước nó từ lúc mấy giờ? Lúc em đi luôn đó. Yeah. Nó mới giao hàng về xong rồi. Từ đó quay lên đó là gần 20 cây số rồi. Cái này còn dữ hơn con cái này bằng con dâu không ta? Con dâu à, con dâu nó bị khúc đầu à, còn con này nó bị cái bụng hết trời kìa. Ờ, là em bị con khúc thôi. Em nghe cái bà đó bà nói rồi, là không phải nó bị ghẻ đâu, đánh nó ghiết, bỏ nó ghiết đó phải không? Thì chúng bị phỏng thôi. Thì đó, thì nói chung là ra đi ra chợ đó, nghe nói người ta cũng lấy đá là trội, rồi mấy nước lèo nước sôi cũng tạt vô mặt nó đó. Cái chỗ này cũng có nuôi chó. Mà cái khu đó nghe nói ghét chó, không biết sao. Trời ơi. Mã điện nè. Mới không. Đó, mọi người thấy là coi như là con người của bé đánh đập giết mà những cái vết thương á thì thành là thành ghẻ luôn mọi người. Đó, trên đầu á thì bị xiết còn dây kẽm. Giang, Giang ơi, hiện má. Đặt nó tên Đức Hòa luôn đi. Đặt tên Đức Hòa luôn hả? Ờ, nó ở Đức Hòa, dễ nhớ. Ờ. Mình sợ mình đặt tên vậy, cái trên mạng ta trùng tên, cái ta chửi mình chết luôn á. Cái bà Ngọc ở Bình Chánh nó cũng vậy đó, đặt Thủ Đức. Dạ. Yeah. Phú Nhuận. Rồi, thôi vậy nè. Thôi vậy ba, thôi vậy ba đặt tên cho con Đức Hòa nha. Tại vì ba rước con với Đức Hòa Long An á, đó. Ôi trời, cột chết mẹ. Nè, cột nè. Trời ơi. Thấy chưa? Cũng gần cổ thì một con dây xích nữa. Cổ con dây xích nữa hả? Cổ đó nè, con dây kẽm. Đó thì đó, dây kẽm đó. Cái chân kìa. Đâu cái chân còn dây kẽm nữa hả? Cái chân cột cái gì nữa kìa. Con còn dây gì nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đó ơi. Mà thí dụ giờ mình hỏi nè, hỏi mọi người nè. Ví dụ mà con người mà bị cột xích dây bằng cọng dây kẽm thì có sống nổi không? Mà sao mà con người mà dã man tàn nhẫn quá trời luôn á. Đối xử với nó như vậy. Nó cũng phải biết đau biết đớn giống như con người vậy, nhưng mà nó đâu có nói chuyện được. Trời ơi, bà tìm cách từ sáng giờ rồi đó. Mà mày cộng dây mà sao cột với chân gì ta? Không hiểu luôn. Kệ, cột đến hoại muốn hoại tử chân luôn á. Xiết nó máu nó chạy không được. Thì đó. Đau lắm á. Đục má, hồi này cũng không bao giờ đâu. Nó bị đánh kệ, bị xiết cộng dây điện đằng sau. Xiết kệ máu chạy đâu được đâu, đó ứ vô nó thấy không? Đó nguyên cục đó. Trời ơi. Thấy
à. Vì tôi chở nó không tính thì cái thùng này mà nó không phóng cái xe muốn ngã cái xe nó đào không đào nó cái dạng như nó khủng hoảng quá cái đào mà đâu nói được cái gì chắc là cũng đói gì đúng rồi đó trời ơi là coi như là cái chợ bị tạt nước sôi tạt lèo cái chỗ đó phá quá chợ rồi. Chợ gì mà nãy nói đó chợ Hòa Khánh ờ món mà tôi với phía dưới ông chỉ nhỏ là tạt nước sôi chỉ cái mặt luôn rồi bán rồi giờ đặt đây thử hỏi mà con người nó vậy á hỏi không đó con nó con luôn đó đúc chi đó con giống mon bị chặn tay chặn chân đó bây giờ con mới căng nè bị chặt kéo đi cũng được chân này tay kia sao đi trời ơi sắp xong rồi 3 tuần nữa xong cái con thôi dùng hết đi dùng hết những cái này đi cái đó nó bấm chính không mình chỉ bấm tách nó ra riêng thôi lấy cái chuồng riêng nó bắt nó ra thôi hai cái chuồng nói lại em từng hai cái chuồng nó đâu rồi cùng với em chị hai mà sao nhiên nó cọt cái chân con ta chỉ hiểu luôn á cái này là nó ác á sao mà cọt thường cọt cổ cho ai cọt chân cột chân nó cắn đứt dây á không em nghĩ là chắc nó cột tại chỗ đánh á biết không rồi nó kéo quá ngược lại với thú vật ờ mà sao cái lực Việt Nam mình là chưa có lực đó nha đại động vật á mà cọng dây nó không có đứt đâu anh cái này ờ cọng dây dây cáp không có đứt đâu bao đứt luôn á cái chó cắn chắc nó cắn đứt em không hiểu nữa cột sát luôn mà cái cột sát kiểu đó sao cột sát được đúng không cái đó cột sát được đâu cái này mạnh tay lắm á có dây dài mới còn đặt lên bàn nè sao em đeo tay vô đeo cái gì tay đeo cái tay vô đeo này nãy ra đeo này nãy ra muốn được anh nãy cho anh nãy cho con kia là không có đuôi con kia là hồi nãy nó hiền lắm mạnh nó không phải như con kỳ đâu nó cái chỗ đau là quạo quá thì không thì tất nhiên rồi đó nhưng bữa con mà anh có coi mấy con bị khước cổ không chưa bị cũng chủ hành hạ mà treo cổ giết mà hoại tử cổ luôn á em giờ bữa nay em mới gỡ được á cái kiếp quốc không á cái nào thân 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 thì nó bị hành hạ giết nó bứng loạn ta cái tinh thần á nó nghĩ ai cũng như vậy với nó chó ở nhà không được người ta sao mà nó dã man thiệt ha nó giật dây hả nó giật dây nó bị chủ nó xiết cổ bằng dây kẽm rồi đánh đập ở đó nè lên coi nhưng mà là biết được thằng chủ luôn hả biết em mua đây 500.000 đó trời ơi vậy mua làm gì anh bình đâu em anh đi kiếm thằng chủ nó lấy con dây kẽm cột vô thằng chủ nó ê kẽm xiết đứt cổ quá không thì quýnh chủ nó vài cái cho thằng chủ nó biết cảm giác rồi xong rồi anh này về nó chết luôn thì đó em giờ em cứu luôn. Cho nó sống trước đi còn chủ nó tính sau phải không bây giờ kìa cái chân kìa nó cột con dây hoại tử cái chân rồi kìa thà không nuôi thì thôi mày giết mẹ hay gì đi đừng có hành hạ còn ba bố mà dục đại xong hay gì đó thì cho nó siêu thoát nó làm kiếp khác chứ ai đâu đi làm chuyện đó kiếm phải gì nữa vậy nó mới xuống đó nó xiết cổ xiết kẽm á nó ác vậy thì ác không ai bị ghẻ đâu nó đánh giết mà cái vết thương rồi tạt rồi cái mặt bị tạt nước sôi nữa kìa không thấy hả mặt bị tạt nước sôi đó rồi cái giò không nó cắn hết nổi rồi đau lắm rồi cắn hết nổi rồi cắt đi lấy kìm cắt cho nó đi kìm đâu cắt luôn cái trong lòng cổ nó đi đỡ cái không đó không bây giờ cứ cắt ngay trong cổ nó đi từ mấy con mệt quá trời khốn nạn kìa dưới lòng an lận thì ấy nha con trời ơi bà đi vô rồi nè thì có anh này anh hỗ trợ nè công nghệ nè nó hỗ trợ lên nè con nãy cắt trên lực đó còn cái chỗ đó làm sao cắt cho nó có gì tìm cái máy nha cộng cái giò đó trước sau cũng phải cắt nè lấy cái vô ra ngoài đi
Đi vô. Gần luôn, gần lên luôn không? Kiếm nó lên luôn. Không, nó hiền, nó gần. Con kỳ không bớt. Kỳ nó giữ. Con này nhưng mà nó biết rồi, nó biết ai cứu rồi. Vậy là anh chắc con giảm ha. Nó còn kiếm con giảm ha. Vàng ơi, cứu con nha. Hợp tác nha con. Thì đó nó đau quá. Con kẽm mẹ ơi, khoan từ. Không kẽm hả? Kẽm nó dính vô đầu nó. Dính vô giò nó đó. Cho động rồi lại dính cổ rồi. Đây. Đau quá. Hết nổi luôn rồi. Đứng không nổi luôn. À, con kẽm nè, mở cái nó ra cho nó. Mà quan trọng bây giờ gờ vô đó đau nè. Để mấy con nó chắc chắn là nó không được chích ngừa rồi. Vàng ơi. Trời ơi, cái mặt đường sát của nó về trời ơi. Đau mọ nó. Đau. Nó làm cái gì của này thôi, lát nữa khử kia nó đau cầm đó. Ờ, đau quá. Để đau hơn. Đang ăn tô anh vô. Để cái mỏ bự hơn. Cái mặt bị tạt nước sôi hay gì đó, có bún máu luôn kìa, thấy không? Cái mặt máu kìa. Cái mở nhẹ nhẹ hơn. Nè kìa nè. Chìm mình không có mũi, không có mũi cắt nó dễ. Không, được mà. À, phải có cái cây gì đút vô cắt. Có mặt kiến không? Thế gặp cái dây thì nó dai lắm. Này ai có mặt kiến không? Không, có mặt kiến cận nào không kìa. Không thấy được, nó mở ra được. Cái dây này nó cứng lắm. Được không em? Được rồi. Đau quá rồi. Có cắt lắm á. Ở gà đó. Ở đây. Từ từ con ơi, giúp con nha, không sao đâu. Không sao đâu nha. Mệt quá. Sắp xong rồi nha. Sắp xong rồi. Trời ơi. Nghe lùn mà không. Cũng là dây cáp. Dây cáp á. Dây cáp thì truyền hình á. Dây cáp không đứt đâu, này chỉ có tháo ra thôi à. Cắt bao đứt luôn á. Nó còn một cái lớp. Mấy lớp dày nữa. Giờ em làm gì nó, vệ sinh đó hả? Hay sao vệ sinh nó đi mạnh? Dạ xem còn cái kiếm hay là móc nào. À. Ta còn dòng cẩu nữa không? Em cẩu nó vô. Tại vì chỗ này nó loét á, cái em dòng móm vô là nó bị đau chỗ này. Đúng rồi. Em biết nó hiền nên em không dòng móm. Không mà nó hiền đó. Con bữa mình đem về là cắn không à. Mấy này thì em biết nên sợ nó đau chỗ này thôi. Đúng rồi, nó dồn máu lên đó. Hồi nãy nó đau dữ dội, nó còn dám cắn nữa không? Sưng rồi nè. Ừ, nó dồn máu lên đó. Đó là lý do tại sao em không có dồn. Kè thấy hai cái mặt của nó bị hai vết cái sâu kìa không? Dạ, đó. Nó bị sưng quá nè, dồn móng vô là... Thôi em vệ sinh nó trước, mang đi. Còn nó thiếu nước gì không? Nó đói. Bây giờ có nước không? Cái này nó chỉ bị ngoài da thôi chứ nó không có. Cảm ơn nhiều nha. Dẫn chạy xe cẩn thận nha anh ha. Quá giấy tờ mang sạch sẽ không còn cái gì vậy hả? Bây giờ trước tiên thì mình kêu bác sĩ vệ sinh cho bé nha mọi người. Rồi xong xuôi mình tính tiếp nha. Bé này là trong thời gian bị bạo hành một năm mấy nay thì lớp nào bị đánh đập, lớp nào bị tạt nước sôi, tạt nước lèo vô mặt. Coi như là cái khúc người ở dưới Đức Hòa thì có một số người thì nói chung là không có thích chó đó mọi người. Mà chủ ngược lại mà chủ cũng ác luôn. Nghe nói là người chồng là ngày nào về cũng sai xỉn đánh đập nó. Rồi lấy kẽm xiết cổ, xiết tay, xiết chân nó. Xong bỏ đói nó.
rồi nó đi kiếm ăn ngoài chợ thì mấy nó cũng bị mấy người ngoài chợ xua đuổi luôn, tạt nước sôi nó luôn. Sao mà con người mà nó ác đến nỗi không có còn gì mà để nói hết trơn. Con này nó hiền ha. Con kỳ bữa nay anh gờ được rồi đó. Không, cái con bữa đó là em cứ cho nó ăn rồi em vuốt từ từ vuốt dần cái nó là nó quen người. Nó đầy dần. Con này nếu mà ấy là nó khỏe em bộ phải nhịn tướng nó coi. Bị đánh giết á mà thẹo không á, chứ không phải nó bị ở dơ có ghẻ đâu. Bả nói là hình như là tại vì chó của phải của bả mà nó về ngày nào cũng vậy, nó đánh hết trơn á, lấy cây sắt hay gì nó quất không á. Là nghe nói là mẹ của con chó này là bị đánh chết rồi đó. Là đẻ ra được 5 con hay nhiêu á, là cho người ta bớt chừa nó lại con này với con mẹ. Mà con mẹ nghe nói là đi nhảy đực với dính lẹo quá, rồi bắt về lấy cây sắt đánh vô đầu chết luôn á. Chết xong rồi dục luôn, dục gác hay đâu á. Rồi giờ đến con này lớn lên, bây giờ bắt tìm cách sao á, anh kêu nó thôi bây giờ làm tìm cách như thế nào mình nói chuyện với người ta, phải không? Bạn đã đòi bán 500.000 đó, mới đầu vô nó không chịu bán, nó nói bây giờ thà nó để cho nó đánh mỗi ngày chứ nó không có bán, hiểu không Vi? Nó nói thà bây giờ thôi, bây giờ mày mua tao nhiêu tao cũng bán, tao để tao đánh mỗi ngày chơi vậy đó. Cái này chắc do chủ bị rối loạn về tâm lý. Anh không hiểu. Nếu như con người thì không có làm cái hành động nó tàn coi như bị cái bộ phận sinh dục của nó bị luôn. Em có kiểm tra chắc thì... anh nghĩ nó cột ở đâu không biết đó, rồi nó cột cái chân, đáng lẽ đâu bị đó, thấy không? Em thấy nó cột biết rồi, con này nó kéo nè, rồi em nghĩ như cộng thun cộng gì nó xiết chặt ở chỗ đó mà. Tại vì cái cộng nó chỉ có con người mở ra được thôi, chứ nó cắn cũng không được đâu. Anh em gõ cái chân sau á, cái con đó rất là cứng ngắt, cứng mà không nghĩ là em gỡ nó không có được. Cái gọng dây đó anh từng... Cái dây đó là dây cáp. Đúng rồi, dây đó anh biết mà. Dây cáp mà... Dây cáp chắc lắm. Nó cứng à, em phải gồng hết sức mà làm cho nó không có bị đau, với lại làm cho cách nào cho nó nhanh gỡ ra. Rồi bây giờ ba đặt tên cho con là Đức Hòa nha. Nha. À, mọi người, tại vì bé này mình cứu ở dưới Đức Hòa Long An á, thì thôi giờ mình đặt bé tên là Đức Hòa đi ha. Đi chở từ chuyện giờ luôn, kẹt xe á, chở từ lúc 3 mấy 4 giờ tới giờ đó. Tôi rủ kêu lên luôn anh. Hả? Tôi rủ kêu lên luôn hả? Một bé dưới Trà Vinh, một bé ở Long An. Lầu hai tí, lầu chỗ kia tí vậy. À, ác thì sao? Em thấy đâu có con dèo đâu, thấy không? Không còn máu để hút. Ve thì là cái vật ký sinh vật chủ, mà vật chủ thì không có nguồn thức ăn dồi dào thì không có, là coi như là nó không được ăn á, nên không có hút luôn, không là coi như là con ve không thèm luôn, đúng không? Ve là che, ký sinh trùng che. À, cái mặt đánh sưng mặt luôn á. Đức Hòa ơi, Đức Hòa.
Đức Hòa ơi. Hợp tác nha con, hợp tác nha. Hợp tác giúp con nha. Mới sợ nha. Ờ, bị tạt nước sôi luôn á. Ừ. Này nó khác nha. Cái khu này nó khác nha. Cái này chỉ cái coi như là cái việc mà ngược đãi động vật bây giờ mọi người là coi như là càng ngày gia tăng luôn á, chứ không có thuyên giảm. Ngoài là chết già bé rồi. Bên nước ngoài ở tù á. Con nhỏ tuổi. Dạ. Chắc tuổi tuổi hơn chứ. Cái xương nó lòi luôn. Con này bị gì mà? Con này nó bị viêm. Con nằm kìa, con này nè. Bị bé nào bé này hả? Nằm kìa. À vì cứ chảy máu anh. Vì bệnh bạc vô. Còn karê cũng tiêu chảy máu luôn. Karê là cái giai đoạn khác rồi. Karê là nó bị hô hấp.
cho nên là bị ho hô hấp sắp chết mà mình đi tiêu chảy. Con này con này bữa nay thì mặt đẹp rồi nè, mà bữa nay cái chân á. Chân nó liếm liếm vết thương quá, em có giọt máu nó giọt. Giờ nãy hỏi Bảo nói là ấy mà đúng không? Hồi nãy ăn cái kìa, chỗ đói kìa. Ôi nhớ. Cho nó miếng nước đi. Đừng đi nè, đừng đi nè, đừng đi nè. Đức Hòa ơi, đây nè Đức Hòa ơi. Sĩ nha con. Hèn thế mà con bị ngực nói. Không hiểu à, không hiểu sao mà làm gì người ghét dữ vậy. Quất này quất ngay mặt hay gì á, hai đường đúng không? Hai đường sâu luôn á. Chút vệ sinh xong á, chút lấy đồ ăn cho nó ăn thử rồi mà. Dạ. Yeah. Phải nó ăn không? Đói dữ lắm rồi đó. Này là mới bị đánh đó nè, mới cái mặt mới bị sưng á. Nắng mình cha đây nó bị sưng ù nè. Nên em dòng mỏng vô đây nó bị sưng hết chỗ này. Ờ, đó nó có hai đường ở đó. Sưng. Này chắc bị đập vô bị sưng bên đây nè. Đó sưng cái sưng cái hàm luôn. Không không không, bị sưng không? Không nhiều quá. Ở đây thì không có phải là sợ hãi gì nữa ha. Ở đây thì chứ mình chăm, ở đây thì chăm sóc chu đáo. Cái đồng khỏe rồi về với ba thì lo cũng gông quá, gông quá trời. Chắc xúc động. Biết bộ không biết ai cứu nữa. Lâu lắm rồi chắc là chưa được vút ve kiểu này thôi. Đó. Rồi rát rát chịu rát xíu nha con. Đó. Có thể là đau á nhưng mà vài bữa là sẽ khỏi nha. Mai mốt là nó sẽ đau à. Hôm nay thôi, chào hôm nay thôi. Chọn cái chân chút nó đau dữ lắm rồi. Dạ dạ. Cái chân hồi nãy em gỡ cái dây cáp ra chỗ đó là tàn là giống như là da, không da mà nó chóc nha. Ừ. Da bọc xương gầy lắm. Này giờ là biết bỏ đói thời gian dài rồi. Đó chỗ đó. Thì quốc hai đường thấy không, thấy hai đường. Cây quốc hay gì nha. Đây thì không có sợ nữa ha. Thank you.
con nhỏ tuổi. Dạ. Chắc tuổi về hôn chứ. Cái xương nó lòi luôn. Con này bị gì mà con nằm kìa, con này nè. Bé nào bé này hả? Nằm kìa. À vì cứ chảy máu anh, bị bệnh mặt vô. Còn kare cũng tiêu chảy máu luôn. Kare là cái giai đoạn khác à? Kare là nó bị hô hấp. Kare là bị ho, hô hấp. Tiêu chảy, sắp chết mà bị tiêu chảy. Con này bữa nay thì mặt đẹp rồi nè, mà bữa nay cái chân nhá, chân nó liếm liếm vết thương quá, em có giọt máu nó giọt. Giờ nãy hỏi Bảo nói là ấy mà đúng không? Nó ăn cái kìa, chỗ đói kìa. Ôi nhớ. Cho nó miếng nước đi. Đừng đi nè, đừng đi nè, đừng đi nè. Đức Hòa ơi, đây nè Đức Hòa ơi. Sĩ nha con. Hèn thế mà con mình ngược nói. Không hiểu à, không hiểu sao mà làm gì người ghét dữ vậy. Quất này quất ngay mặt hay gì á, hai đường đúng không? Hai đường sâu luôn á.
Cái này chút vệ sinh xong á, chút lấy đồ ăn cho nó ăn thử rồi mình. Dạ. Nó ăn không? Đói dữ lắm rồi đó. Này là mới bị đánh đó nè, mới cái mặt mới bị sưng á. Nắng mình cha đây nó bị sưng ù. Nên em dòm mỏm vô đây nó bị sướng hết chỗ này. Ờ, đó nó có hai đường ở đó. Này chắc bị đập vô bị sưng lên đây. Đó sưng cái sưng cái hàm luôn. Không không không, bị sưng thôi. Ở đây thì không có phải là sợ hãi gì nữa. Ở đây thì chứ mình chăm, ở đây thì chăm sóc chu đáo. Khi nào khỏe rồi về với ba thì lo cũng gông quá, gông quá trời, chắc xúc động. Biết bộ không biết ai cứu nữa, lâu lắm rồi chắc là chưa được vút ve kiểu này thôi. Rồi rát rát, chịu rát xíu nha con. Có thể là đau á, nhưng mà vài bữa là sẽ khỏi thôi. Mai bữa là nó sẽ đau à. Nay thôi, chọn hôm nay thôi. Còn chọn cái chân chúng nó đau dữ lắm. Dạ, dạ. Cái chân mình em gỡ cái dây cáp ra cho nó là toàn là giống như là da, không da mà nó chóc nha. Ừ. Da bọc xương, gầy quá. Mình là biết bỏ đói thời gian dài rồi. Đó chỗ quốc hai đường thấy không, thấy hai đường. Mấy cây quốc hay gì xin nha. Ở đây thì không có sợ nữa ha.